Nhân chuẩn của em này cũng bình thường thôi anh, tiệm cận với nhan sắc của chị Cát Tường ở thành bản một chút. Quen nhiều quá nó bị nhờ nữa chị. Rồi xin mời chàng trai. Mời chàng trai của cặp đôi đầu tiên xuất hiện. Mời bạn ngồi. Xin chào bạn. Dạ chào anh Linh. Lớn lên nào. Dạ xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phan Trần Châu Tuấn, năm nay 31 tuổi. Phan Trần Châu Tuấn. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ của cặp đôi thứ nhất bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Dạ, em chào quý vị khán giả và hai MC ạ. Chào em có dạ. thể tự giới thiệu về mình, em tên là gì, bao nhiêu dạ. tuổi? Em tên là Thủy Tiên ạ. Năm nay em 30 tuổi ạ. 30 tuổi? Dạ. Trời ơi, 30 tuổi gì mà nhìn nhí, chị tưởng là chừng 22, 23 tuổi thôi chứ. Cứ sần làm nghé ấy chị. Rất là xinh. Dạ. Hiện giờ dạ. Tiên đang làm công việc gì? Dạ, hiện giờ thì em làm kế toán ở một công ty nhà nước. À, dạ. Chưa giờ có bạn trai gì chưa? Dạ, nhiều lắm chị ơi. Nhiều lắm? Dạ. Mà hiện tại giờ là không có chứ? Dạ, giờ không có. Dạ. Bạn gái bên kia nghe nói là có nhiều bạn trai lắm, bạn có lo không? Thì em cũng không lo, tại vì em cũng đã từng có nhiều người bạn gái anh Linh. Nhiều bạn gái? Dạ. Khoảng mấy bạn? Cả hai người, còn người mà em quen nhiều, chắc cũng cỡ chục người. Quen chục người luôn hả? Dạ. Em đang làm nghề gì? Em làm ở phòng công chứng ở Ủy ban Nhân dân phường anh. À, bao nhiêu năm rồi? Được 4 năm rồi anh. Có công chứng hôn nhân gia đình không? Em cũng làm tốt hết anh. À, hôm nay bạn đến đây mong muốn điều gì? Mong muốn là tìm một người bạn gái, tính tình, hiền hòa, biết ứng xử tốt. Để mình hẹn hò mình có thể tiến xa hơn nữa. Tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Tiêu chuẩn của em thì cũng bình thường thôi anh. Tiệm cận với nhan sắc của chị Cát Tường ở bên bển một chút. Có nghĩa là cao hơn chị Cát Tường một chút. Trẻ hơn chị Cát Tường một chút. Xinh hơn chị Cát Tường một chút. Gọn hơn chị Cát Tường một chút. Ý là chị Cát Tường phẩm á. Nghe anh ghê luôn trời. Dạ em xin lỗi chị Cát Tường nhưng mà chị là từ cái chuẩn của em lên đó chị ơi nha. Phải không? Dạ. Thôi ngồi yên nó đi, tôi tìm người tôi làm mai cho. Cảm ơn chị. Dạ. Hồi nãy em nói là trước đây là mình cũng có nhiều bạn trai, nhưng tại dạ. sao 3-4 năm gần đây lại không có ai là sao? Em rất là xinh, chị nói thật, rất là trẻ hơn so với tuổi nữa. Dạ. Tại vì em quen nhiều quá nó bị nhờn đó chị. Cái thấy nản cái vợ lại không có muốn quen. Bị nhờn là sao em? Có nghĩa là em cảm thấy mình thất bại nhiều. Mình tìm hoài mà vẫn không có tìm được cái đúng cái đối tượng của mình đó chị. Nhưng mà tại sao em dùng cái từ thất bại nghe nó nặng nề vậy? Dạ tại vì em thấy thường á, mấy bạn bè của em thì nọ kiếm một người, hai người xong ta cưới luôn chị. Cái mình kiếm hoài không được chị. Có gì đâu mà nản mà, mình mua keo này mình bày keo khác chứ. Dạ thì giúp em bày cho chị. Đợt này là bày ở đây đó chị. Bạn gái bên này dễ thương lắm anh Linh ơi. Bên đây cũng dễ thương lắm. Nãy giờ nghe tiêu chuẩn bên kia rồi. Mình có tiêu chuẩn nào đưa ra không? Em không thích những người bạn gái mà thích như là bún bài nè, đua xe nè, quýnh lộn nè, chửi thề nè, hung dữ nè. Bài cũng hài hước kìa. Thủy Tiên, em dạ. có đặt ra cái hình mẫu lý tưởng của mình là người như thế nào không? Cao 1m7 trở lên, gương mặt thì sáng sủa, ưa nhìn rồi sạch sẽ gọn gàng, không có tật xấu như là hút thuốc nhậu. Bạn không uống một xíu cũng được mà. Dạ, uống chút xíu mà uống chơi vui bạn bè 1-2 chai thì được. Chứ đừng có quá xa đà thì là ghiền quá thì em lại sợ lắm chị. Rồi phải biết thương yêu, quan tâm, chăm sóc chiều chuộng em. Phải biết để ý từng ly từng tí những cái của em đó chị. Từng ly từng tí là sao em? Cái này nó khó quá. Đàn ông ta lo chuyện đại sự chứ ở đâu lo dạ. theo để ý. Tại vì em nghĩ với một người mà yêu mình là người ta sẽ rất là quan tâm những cái sở thích. Cái món đồ ăn chẳng hạn, biết em là không thích ăn gì và không biết ăn gì thì người ta sẽ tránh gọi những món đồ đó. Thì em nghĩ là có nghĩa là quan tâm đến mình một cách sâu sắc một tí. Dạ. Những cái yêu cầu bạn gái đưa ra vậy, bạn thấy sao? Em thì đáp ứng gần như là toàn bộ rồi đó. Quan trọng nhất là cái phần mà tinh tế, tỉ mỉ mà chăm sóc cho bạn nữ á. Thì người đàn ông thường thường họ có cái công việc của mình. Chỉ có những người mà không làm gì hết thì mới chăm sóc cho bạn gái từng ly từng tí thôi. Cái điều thứ hai nữa là bạn nữ có bao giờ suy nghĩ ngược lại là mình cũng phải chăm sóc cho người bạn trai mình từng ly từng tí đến mức là như vậy hay là không? Cái này mà cãi nhau thì là cũng mệt lắm. Nói chung là lại em hơi rung anh đúng không? Rung phải là không có tính là gì đâu rung. Lên TV phải rung cho anh trời ơi. Thôi bây giờ chị sẽ xem mặt giùm cho em nha. Dạ. Coi là cao ráo như thế nào, hay là mình có cái mẫu người lý tưởng nào mà em thích không? Dạ em thích anh Bình Minh chị. Rồi. Diễn viên Bình Minh thôi chị, đơn giản lắm chị. Đơn giản ha. Dạ chào chị Cát Tường. Nãy chê tôi dữ lắm phải không? À, khen chị. Cao nhiêu? Dạ 1m75 chị. Đứng lên coi cho đủ nó láo sao trời. Nhan sắc em thì không cần phải quảng cáo đâu chị ơi nè. Rồi chị chịu chưa? Trên mắt gì tôi chịu. Người ở đây chịu, tôi chịu gì?
Chịu chưa? Dạ. Đóng dánh vậy? Thiếu ăn hả? Dạ không phải chị, cho em mình dây chị ơi. Liễu lự quá ha. Tự tin ha. Dạ. Thôi dở màn lên là coi tôi vùi dập nè. Em sợ phụ nữ dữ lắm anh. Ý là em nói gì các từ dữ hả? Dạ. Coi mặt về mà đứng hình luôn nói sao. Dễ thương nói sao gì đâu dễ thương. Anh nói nghe mình dạ. Nhìn ôi trời dễ thương quá anh, dạ em ngưỡng mộ anh lắm luôn á anh. Em ơn em dạ. Để em nói thích anh Bình Minh. Dạ, dạ thích Bình Minh mà em ngưỡng mộ anh là hai cái khác nhau anh ơi. Cảm ơn dạ. Em rất là nhiều dạ. Bên đây thì rất là chân thành ha, có cái tính hài hước cũng dễ thương lắm, mặc dù cũng đá xéo chị Cang Tường chút xíu. Vậy đi cho em nữ ta tâm sự nhỏ đi chút xíu. Chị có nó nói cái gì em cũng đừng tin, bởi vì chị đang có thái độ chưa tốt với bên anh bên đây của anh ha. Dạ chị. Vậy em tin chị hay tin Quyền Linh, em nói đi. Dạ chị hỏi khó quá. Rồi bây giờ người ta kéo màn lên để cho hai người gặp nhau. Không tin tưởng vào bà Mai nè nha. Ngoài cái công việc ở phường ra anh còn có làm gì thêm không? Dạ em có làm thêm ở ngoài anh, có kinh doanh này kia đâu anh. Kinh doanh này kia là kinh doanh gì? Dạ, em có cho thay phòng trọ anh. Có mấy phòng? Nói chung cũng nhiều quá. Vậy là ổn định về mặt kinh tế đúng không? Dạ. Vừa làm ở phường vừa phòng trọ thì cũng được rồi ha. Chúng ta có dạ chào em. Dạ chào anh ạ. Có làm giấy tờ gì đâu nha. Dạ em à. em có gì hỏi anh trước không hay là anh hỏi trước em? Anh hỏi trước em đi. Em đói bụng chưa? Hồi hộp quá. Cho nên không có cảm giác luôn anh. Tôi thấy từ xưa giờ chưa ai chưa đi cua gái mà hỏi đầu tiên gặp mới gặp hỏi dạ. Đói bụng chưa? Em nói vậy cho bạn nữ bớt căng thẳng anh thôi. Vậy anh không hiểu gì hết. Rồi vậy để anh hỏi trước ha. Dạ. Trước giờ em đi làm thì em thấy trong công việc của em á, em tâm đắc cái điều gì nhất từ trước cho tới thời điểm này, cho tới thời gian này nè, thì em thấy là việc gì em làm là có ý nghĩa nhất cho gia đình của em thì vậy thôi. Rồi anh hỏi em chưa hiểu câu hỏi của anh hỏi em cái công việc xong rồi anh hỏi tôi tâm đắc gia đình em không hiểu em, ý anh muốn là kết hợp với hai câu hỏi luôn em trả lời thôi bây giờ anh hỏi từng câu một thì nó vậy dễ hiểu về, cho lý lịch vậy về gia đình trước đi nha. Vậy từ trước tới giờ trong gia đình em thì em thấy người nào là quan trọng nhất? Dạ cả nhà em thì ba mẹ em đều quan trọng cả. Nhà em có mấy anh chị em? Dạ em có một anh trai ạ. Trong nhà thì em thân với ba hơn là thân với mẹ hơn? Tình yêu đi trời. Em thân với mẹ hơn. Rồi còn em muốn hỏi anh là anh nhà anh có mấy anh chị em? Anh có một người chị nữa, chị anh lập gia đình rồi và anh đang sống với mẹ anh. Còn gì nữa không em? Thế mà nói sao hỏi tiếp đi. Vậy để anh ha. Dạ. Để anh chốt vấn đề lại luôn đi ha. Dạ. Anh nghĩ là hôm nay là thời tiết cũng rất là đẹp, anh nghĩ đó là những cái điều kiện vô cùng thuận lợi để tình yêu sinh sôi nảy nở và phát triển. Anh nghĩ là chúng ta nên hẹn hò với nhau thử một lần. Chưa cảm nhận về tình yêu, cảm nhận như thế nào hai người nói tiếp đi. Được, nói tiếp hả? Đừng có vô chốt hẹn hò. Tại anh nghĩ là chỉ có 2 phút thôi nên mới nói ngắn vậy thôi. Rồi 4 phút. Cảm ơn Linh. Từ trước giờ thật sự là em có bao nhiêu người bạn trai rồi? Mẹ em nhiều quá không đếm được anh ơi. Anh thì dạ, anh không có giống em. Anh có ghi cái nhật ký lại. Dạ. Anh biết cái số chính xác là nhiêu. Thì đó là vậy. Cảm giác gì? Cô đó như thế nào với mình trong mắt mình? Anh cảm thấy em cũng là người rất là vui vẻ. Căn bề ngoài thì cũng tương đối khá rồi. Như vậy là cũng được rồi. Vậy mà cũng được thôi hả? Thứ hai là anh thấy em có vẻ hơi bị ngọt với anh đúng không? Là anh nói hơi nhiều đúng không? Dạ. Chắc là có lẽ là vậy đúng không? Trời ơi, có vẻ em bị ngọt trước anh. Anh hỏi rồi em không dám trả lời luôn. Bây giờ em hỏi là anh đi. Dạ. Bây giờ thấy ảnh là sao? Gặp anh á thì em thấy anh cũng ok được, nhưng mà có vẻ anh hơi ốm quá. Dạ, em thích con trai mập một xíu như anh Quyền Linh ấy là cũng được rồi. Có phải là em thích người mà có thể là một cái bờ vai vững chắc với em, có phải không? Dạ. Anh nghĩ mình dựa vào ở cái yếu tố là tinh thần thôi, còn mình muốn dựa thì mình ra coi tường mình dựa. Còn đẹp mình dựa. Không, tường cứng lắm anh ơi. Nghĩ sao mà tôi muốn dựa kêu là tường dựa. Nó nói mình đàn ông có gì nói anh ốm chứ anh cố gắng chống đỡ cho em dựa chứ. Ai khi anh muốn dựa kêu là tường dựa không nổi. Em là dựa là dữ nhất trời nữa. Không, hồi nãy là tôi định chặt chém cái anh này nè. Nhưng mà từ nãy giờ tôi nghe nói chuyện có duyên tôi để cho nói. Em nói chuyện thật sự là rất là có duyên. Đúng rồi. Rồi hết giờ. Đặt tay sau nút nè. Nếu mà mình đồng ý hẹn hò thì mình nhấn nút. Dạ. Còn mình
không, hẹn hò thì mình không nhấn nút. Dạ. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định. Hành một định. Hai ba. Hết thời gian. Sao bạn gái không có đồng ý hẹn hò với bạn, bạn có buồn? Dạ em đã đoán được điều này chị. Lý do sao đoán được? Em cảm thấy là hai người chưa hiểu nhau thật sự. Em nghĩ là bạn ấy sẽ không bấm, nhưng mà em vẫn bấm. Thật sự em không có cảm thấy rung động hay cho mình một cơ hội gì được sao? Dạ, thì em nhìn đầu tiên là em phải có thiện cảm hoặc là một cái cảm xúc gì đó. Dạ, cảm ơn em. Đó là cái cảm xúc của em và dạ. Người làm chương trình cũng rất là tôn trọng cái quyết định của em. Dạ. Dù sao cũng cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và có những trải nghiệm rất là thú vị. Đây cũng là một kỷ niệm đẹp, đúng không? Dạ, đúng rồi. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều.